Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 105 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, ở phía dưới Vô Vọng Thiên Đích, trên đỉnh đầu của Diệp Húc, một tòa Huyền Hoàng Ngọc Lâu 7 tầng chậm rãi chuyển động. Bên trong lầu, một đạo kiểu giai thuần dương linh mạch tuôn ra thuần dương linh khí, liên tục không ngừng dung nhập đến thuần dương nguyên thai phía sau hoặc của hắn. Hắn không ngừng cùng với một bộ hóa thân của tổ sư khai phái bên trong Thiên Đích đối kháng với nhau, mượn nhờ áp lực tu luyện ma luyện chính mình. Đồng thời trong lúc giao thủ, hắn cũng không ngừng mà tu luyện, hấp thu thuần dương linh khí. Tu vi không ngừng được đề thăng, tăng lên tới dương thần tứ phẩm, vẫn có xu thế tiếp tục dạo bước tiến tới. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, hắn lên từ dương thần tứ phẩm tăng lên tới dương thần cửu phẩm. Nguyên thần nguyên thai, thần dương vô cấu, thân thể đồng dạng cũng là thuần dương vô cấu, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Đong đong đong. Phía sau của hắn, thuần dương nguyên thai thùng thùng nhảy lên. Lực lượng thuần dương càng ngày càng mạnh, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ phá thai mà ra, hóa thành nguyên thần chính thức. Bất quá Diệp Húc Thủy Chung cũng không có ra bước ra một bước này, hắn vẫn tiếp tục tích lũy. Tại cảnh giới dương thần cửu phẩm, tích lũy càng thâm hậu, thành tựu tam thần cảnh hóa thần kỳ đại vu về sau, nguyên thần uy lực sẽ càng phát ra cường hoành hơn. Hơn nữa tích lũy ở dương thần kỳ, sau này tu luyện mới có thể bớt đi rất nhiều trở ngại, thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người tại tam dương cảnh lúc bấy giờ bởi vì tích lũy chưa đủ làm cho căn cơ bất ổn. Tu luyện đến tam thần cảnh, tu vi mỗi bước tiến triển thêm một bước đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Muốn đột phá, tu thành cảnh giới cao hơn, rất hao phí thời gian, thậm chí còn có hơn gấp trăm ngàn lần. Ví dụ như Khổng Chiêu Yêu Thánh, kỳ thực hắn tích lũy sớm đã đủ, sớm đã có thể nguyên thần phá thai mà ra mà thành tiểu đại vu. Nhưng hắn vẫn đau khổ áp chế tu vi chính mình, là vì để sau này thuận tiện đột phá tam thần cảnh, để tu vi càng thêm cường đại. Đây chính là hậu tích bạc phát, có tích lũy mới có thể bộc phát. Tích lũy thiếu, sức bật không đủ, tích lũy nhiều mới có thể một lần hành động, phá tan cửa khẩu, nhảy vào cảnh giới cao hơn. Già La Minh Tôn thấy Diệp Húc tu vi liên tiếp được đề thăng, cũng kiềm nén không được mà gia nhập cùng với một đám phân thân của tổ sư khai phái Huyền Hoàng Ma Tông bên trong Thiên Bích mà đối kháng. Bất quá, tu vi của hắn thật sự là thâm hậu, vượt qua Diệp Húc có khả năng so được. Hơn nữa, tu luyện tới cảnh giới này của hắn, tăng lên một bước cực kỳ khó khăn, cho nên tiến cảnh không thể nào nhanh chóng như Diệp Húc được. Thế nhưng tiến cảnh dù nhỏ vẫn để cho hắn có cảm giác cực kỳ phấn chấn. Hắn đã bị vây ở tam bất triệt cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, tu vi thật lâu chưa từng có chỗ tiến cảnh, mà hôm nay tiến lên được một chút đã là tiến bộ cực kỳ lớn. Đây là một cơ hội khó mà có được, thử nghĩ mà xem còn có chỗ nào kiếm được một đối thủ so với chính mình còn cường đại hơn, là một vua hoàng để cho mình so chiêu đây. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Hạo Thiên Khuyển liên tục mà giống giận, kêu gào không ngừng, tự hồ hắn chẳng có chút cảm thấy mệt mỏi nào cả vậy. Khai phái tổ sư, hôm nay tại ngang cảnh giới, người đã không thể nào chấn áp được ta nữa rồi. Diệp Húc đột nhiên đứng dậy, sau lưng dựng thẳng lên bốn đạo công đức kim luân, nhân bảo, địa bảo và thiên bảo, nghiệp hỏa tứ đại kim luân. Bên trong kim luân dựng thẳng lên một bả khai thiên cự phủ. Cự phủ có chút rung rung, hung hăng hướng Vô Vọng Thiên Bích mà đập xuống. Trải qua nửa năm tu luyện, hắn đã không hề câu nệ ấn pháp, mà là đem chư thiên thần vương công đức ấn cùng công đức kim luân luyện bảo diệu quyết triệt để dung hợp, đem ấn pháp cùng tâm pháp chỉnh hợp quy nhất, uy lực lại càng thêm cường hãn. Xoẹt, bên trong Thiên Bích, luân hồi thiên bàn ấn gào thét lao ra, giống hệt với luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông cấm bảo. Lập tức đạo luân hồi thiên bàn này xẹt một tiếng, liền bị Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn một búa bổ nát.
Một búa này của Diệp Phúc rầm rộ như khai thiên tích địa, cơ hồ có xu thế đem thiên địa mà mở ra. Lục đạo luân hồi ấn. Lục đạo luân hồi ấn một lần nữa hướng Diệp Phúc che xuống, ý định đưa hắn làm cho tọa hạ ngồi xuống. Oanh! Diệp Phúc thân hình đứng tại liên hoa bên trong lù lù bất động, sau đầu bốn đại công đức kim luân bay lên một vòng liệt nhật. Liệt nhật bên trong là dương thiên thần giới cùng lục đạo luân hồi ấn va chạm với nhau. Nửa năm thấm thoát trôi qua, Diệp Phúc theo thời gian càng ngày thực lực càng được đề thăng. Ngày hôm nay bên trong vô vọng thiên bích, sau lưng khai phái tổ sư đột nhiên bay lên một đạo cửu u hoàng tuyển nguyên thần, há miệng khẽ hấp, đem hoàng tuyển thiên đạo cùng u thiên thần vương đồ ách ấn của Diệp Phúc hết thảy thôn phệ. Nguyên thần của hắn không giống với người thường, chính là cửu u hoàng tuyển chu tinh hồn. Khai phái tổ sư hoàng tuyển ma tông rốt cục cũng sử xuất ra thực lực tam thần cảnh hóa thần kỳ đến đối kháng với dương thần cửu phẩm của Diệp Phúc. Đây là một thành tựu cực lớn, đại biểu cho ý nghĩa không giống với trước đó. Người không có sử dụng vu báo liền có thể bức ta, không thể không sử xuất ra thực lực hóa thần kỳ. Người có thể so với ta, có thể đi xa hơn được rồi. Bên trong vô vọng thiên bích truyền đến một tiếng tán thưởng sâu kín của khai phái tổ sư, lập tức thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Vô vọng thiên bích có chút lắc lư như là rung động, đón lấy thân ảnh của Diệp Phúc dần xuất hiện, một thân áo nam phiêu động. Diệp Phúc cuối cùng cũng thở ra một ngụm khẩu khí, sải bước đi ra khỏi liên hoa. Một thân áo lam phiêu động, trong lúc giật mình có một loại ý vị sư phạm thất tục. Cùng với một bộ hóa thân của khai phái tổ sư đối kháng nửa năm thời gian, thu hoạch của hắn không phải là nông cạn. Chẳng những tu vi đạt tới dương thần cửu phẩm điền phong, hơn nữa đem sở học chính mình từ trước triệt để thông hiểu đạo lý, đối với vu đạo lý giải đạt tới độ cao không cách nào tưởng tượng. Hôm nay chúng ta cuối cùng cũng có thể thoát khốn được rồi. Hạo Thiên Khuyển vui mừng dị thường, vội vàng đứng lên. Đột nhiên trong vô vọng thiên đích, một cái đại thủ thò ra túm hắn, đặt lên trên đầu một đóa liên hoa. Người còn cần tu luyện. Trước vô vọng thiên bích xuất hiện thân ảnh khai phái tổ sư, mặt không biểu tình mà nói: Lão tử không phải chó của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi, vì sao cái gì mà bắt ta diện bích chứ? Hạo Thiên Khuyển dương nanh múa vuốt giận dữ mà hét lên: Diệp lão đệ, tông chủ các ngươi tính toán cho ngươi bế quan bao lâu vậy? Già La Minh Tôn cơ bản cho là mình cũng sẽ thoát khốn, nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển lần nữa bị chấn áp, không khỏi tội nghiệp mà nói. Diệp Phúc có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn có thể thoát khốn ra khỏi vọng thiên bích, nhưng Già La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển thì không thể. Hắn cười khổ nói: Minh Tôn, ứng sư huynh tính toán để cho ta trong này bế quan một năm. Nói như vậy, còn có nửa năm thời gian nữa, lão tử mới có thể thoát khốn. Già La Minh Tôn khóc không ra nước mắt, hắn không tự tin mình có thể ngang cảnh giới mà chiến thắng được khai phái tổ sư Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắn lẩm bẩm nói: Lão tử như thế nào xui xẻo như vậy, vô luận đi đến chỗ nào đều muốn bị nhốt. Tại bàn Hoàng Lăng, đại tôn ta liền bị vây hãm mấy trăm năm. Nghệ Hoàng Hoàng Cung bị cái xích chó chết tiệt này cột cùng một chỗ với con chó đen này, rồi lại suýt nữa bị nhốt tại Thái Hòa Điện 500 năm. Hôm nay lại bị vây ở nơi này suốt một năm thời gian. Lão tử làm sao mà lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ lão tử sinh ra chính là sai lầm hay sao? Minh Tôn, ngươi cũng thật là không may à. Diệp Phúc cười nói: Ngươi còn nói mắt lão tử sao? Già La Minh Tôn hướng hắn trợn mắt mà nhìn. Diệp Phúc mỉm cười, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, tâm niệm vi động, chín đỉnh gào thét bay ra huyền phù tại đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo trong ngọc lâu, từng đống tài liệu tuôn ra nhô lên cao, nóng chảy không ngừng dung nhập vào. Những tài liệu này là hắn lúc vào ân khư cùng Bắc Hải Mỹ Cảnh mà đoạt được, lại có trọng bảo trong ngọc lâu của Thạch Tinh Vân Thái Tử Sơ, tuyệt đại bộ phận đều là thiết mẫu vạn năm và các tài liệu khác, thậm chí cũng có một bộ phận lớn kim tinh khí, hết thảy bị hắn hòa tan đúc lại đánh vào cửu đỉnh. Hôm nay cửu đỉnh của hắn uy lực tuy nhiên như trước cường hoành vô cùng, nhưng đã càng ngày càng không bằng Di La Thiên Địa Tháp. Hắn dùng phần đông tài liệu cao đẳng trọng luyện chín đỉnh, đem cửu đỉnh uy lực tăng lên, tăng cường thực lực bản thân. Diệp Phúc tế lên kim tinh đồng tử đệ nhất thần sát của mình, trầm ngâm một lát, dứt khoát đem kim tinh đồng tử đánh cho nát bấy, dung nhập vào trong đỉnh. Thêm một chút tài liệu tức nhưỡng, thủy tinh khí, mộc tinh khí, thậm chí trong ân khư hắn đoạt được không ít bất diệt chi bảo và mộc long trương, hết thảy bị hắn đánh vào cửu đỉnh. Thậm chí nguyên thần Ngụy Hiên là con kim thiền sáu mắt kia, cùng với nguyên thần thứ hai của Vệ Đạt, hết thảy được đánh vào trong cửu đỉnh. Diệp Phúc lại lấy ra từng kiện nguyên thần chi bảo mà chính mình thu hoạch được, cũng hết thảy đánh cho nát bấy, đem nguyên thần trong vô bảo cũng đánh vào trong cửu đỉnh.
Bên trong thiên đỉnh của hắn hiện ra một tòa hoàng thiên giới hư ảo. Trong đỉnh phập phồng lên xuống không ngừng. Mà trong đỉnh âm hiện ra hư ảnh một tòa u thiên thần giới. Trong đỉnh dương hiện ra dương thiên thần giới. Ba ngụm đại đỉnh này uy lực là mạnh nhất, vững vàng ngăn chặn 6 khẩu đại đỉnh còn lại. Chín đỉnh đã thành hình, đỉnh đầu của hắn thần dương khí trụ đột nhiên biến hóa. Hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp hiện tại quay quanh ngọc thụ, chỉ thấy chín đỉnh phát sinh biến hóa, cuối cùng tăng thêm một tầng. Hiện tại trình độ của chín đỉnh có thể cùng với Nghệ Hoàng Kim Tiễn mà đặt song song, đồng dạng quay chung quanh Di La Thiên Địa Tháp mà vận chuyển. Kính thưa quý vị, thì đến cái khúc này thì hiện tại nó có hai chương, dính hai chương là bị Hán Việt thuần, mình đọc, mình tìm ở các trang không có, thì mình cũng dịch lại, gọi là biên soạn lại một chút chút để cho dễ hiểu hơn. Thế nhưng mà nó cũng không được sát cho lắm, thì các bạn nghe nghe tạm. Chúng ta tiếp tục nghe. Việc này thuyết minh kiều đỉnh mà Diệp Húc mới trọng luyện lại, tuy rằng uy lực chưa đủ mạnh mẽ, nhưng phẩm bậc đủ cao, đủ để đánh đồng với cấm bảo. Sao? Đây là... Già La Minh Tôn nhìn thấy hết thảy, ánh mắt lập tức trợn thẳng, lẩm bẩm mà nói. Đây là hình thức ban đầu của cấm bảo, còn bà nó chứ, hắn mới là tam dương cảnh đỉnh phong, ngay cả tam thần cảnh cũng chưa bước vào, làm sao có thể luyện được hình thức ban đầu của cấm bảo được. Lão tử tu luyện tới tam bất triệt cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới tam hoàng cảnh, nhân hoàng kỳ chỉ còn một bước xa, tới nay còn chưa có thể luyện ra hình thức ban đầu của cấm bảo được. Ông trời ơi, người so với người, tức là còn bà nó chứ, tức chết đi được mà. Chín khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc đã là nguyên thần chi bảo, đều tự có không chỉ một nguyên thần ở bên trong, uy lực của nó cực đoan mạnh mẽ, chỉ cần tiếp tục không ngừng nâng cao thẳng tới tam tướng chi bảo, bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, sau đó quán nhập vào bên trong cấm pháp đầy đủ, thế tất có thể đem hết thảy kiều đỉnh thành cấm bảo. Cấm bảo chính là một cơ sở của thánh địa. Diệp Húc lấy tu vi dương thần cửu phẩm đỉnh phong tạo ra được hình thức ban đầu của cấm bảo, khó trách Già La Minh Tôn kinh ngạc đến như vậy. Phải biết rằng đại bộ phận vu bảo muốn thăng tiến tới vu bảo cấp bậc bất diệt chi bảo đã không có hy vọng tiếp tục nâng cao được nữa rồi. Ví dụ như thiên khuyết chiến kích của Già La Minh Tôn tăng tới bất diệt chi bảo đã là cực hạn, muốn nâng cao tới nhân hoàng chi bảo căn bản là không có khả năng, chứ đừng nói tới cấm bảo. Uy năng của linh kiếu thanh đăng cũng bị tăng tới cực hạn, những bảo vật khác rất nhiều đều là như vậy. Diệp Húc rèn ra hình thức ban đầu của cấm bảo tương đương với tạo ra một mầm mống của cấm bảo, chỉ cần tu luyện tới nhân hoàng kỳ, tới cảnh giới như Ứng Tông Đạo, Thủy Hoàng Đế, liền có thể luyện chế kiêu đỉnh thành cấm bảo không trọn vẹn. Cho dù không là cấm bảo chân chính, nhưng đều có thể dùng để trấn áp số mệnh cho cả một thánh địa được rồi. Ảo ảnh kiêu đỉnh đột nhiên chỉnh hợp thành một, hóa thành một đại đỉnh. Trong đỉnh dương thiên thần giới, u thiên thần giới, thái hoàng thiên giới thay đổi liên tục với nhau, mơ hồ tràn ngập ra uy năng. Đại đỉnh này đột nhiên thoát ly khỏi Di La Thiên Địa Tháp, không hề quay chung quanh bảo tháp này nữa, mà là chạy song song với Di La Thiên Địa Tháp cùng quay chung quanh ngọc thụ. Cửu đỉnh hợp nhất hóa thành một đại đỉnh, phẩm bậc hoàn toàn có thể chống lại được Di La Thiên Địa Tháp. Cái này thuyết minh cửu đỉnh hợp nhất đã có thể siêu việt hơn cấm bảo, có thể được hình thức ban đầu của thiên đế chứng đạo chi bảo. Đại đỉnh ảo ảnh rầm rầm một tiếng tan ra, khôi phục lại thành chín đỉnh, tiếp tục quay tròn chung quanh Di La Thiên Địa Tháp. Nếu ta có thể đem thiên giới chân chính luyện nhập vào bên trong cửu đỉnh mà ta rèn ra, thế tất có thể vượt qua được kiều đỉnh của Hạ gia, trở thành chứng đạo chi đạo của ta, siêu việt hơn vô hoàng chi bảo. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng vui mừng vạn phần, lại có chút uể oải nói. Tuy nhiên đáng tiếc chính là ta lý giải với kiều đỉnh vẫn là rất nông cạn, chín đỉnh này không thể dễ dàng hợp lại là một được, nếu không rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị phá nát. Chỉ có người gặp qua được kiều đỉnh Hạ gia chân chính mới có thể hiểu được cấu tạo của Hạ gia kiều đỉnh, mới có thể làm cho kiều đỉnh của ta không bị nguy hiểm, có nguy cơ phá nát kìa. Kiều đỉnh này hắn tiêu phí tâm huyết không thể nào tưởng tượng được, gần như đem hết của cải của mình lấy ra, đem toàn bộ sở học của mình hết thảy đánh vào trong đỉnh. Chín đại đỉnh này đại biểu cho thành tựu đỉnh cao của hắn trên con đường vu đạo. Chín đỉnh này sử dụng tài liệu rất nhiều, thậm chí còn vượt qua thập nhị đồng nhân của Thái Tử Sơ cả trăm lần. Số tài liệu này đủ cho cường giả tam bất triệt cảnh luyện chế ra được 6 bảy kiện bất triệt chi bảo. Hiện giờ tất cả bị hắn luyện chế thành kiều đỉnh. Chín đại đỉnh này uy lực là có thể nghĩ. Hạ gia kiều đỉnh bất luận như thế nào ta cũng phải nhìn thấy một lần, hoặc là trộm hoặc là đoạt, đều phải lấy một trong chín đỉnh này đi nghiên cứu một phen. Diệp Húc dựng thẳng thân lên, cấm bảo đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ xa xôi, mà lúc này đột phá tới tam thần cảnh, nguyên thần phá thai mà ra mới là quan trọng nhất.
tu vi của Diệp Húc hiện giờ đã đạt tới tam dương cảnh, dương thần cửu phẩm đỉnh cao, tiếp tục khô tọa nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại cần làm là tích lũy, khiến nguyên thần không ngừng tăng cường, thoát thai mà ra. Minh Tôn, Khiếu Thiên, các ngươi tiếp tục tu luyện ở trong này đi, ta đi ra ngoài giáo, nửa năm sau quay lại đón các ngươi. Diệp Húc phất tay với Già Lam Minh Tôn, nhẹ nhàng bay ra. Già Lam Minh Tôn vội vàng kêu lớn: "Lão đệ, ngươi đi nơi nào vậy?" "Hạ gia Trung Châu." Diệp Húc rời khỏi Vô Vọng Thiên Bích, phi thẳng trên tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, hướng tới phương bắc mà nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phương bắc chiếm cứ một long khí thật lớn, giống như chân long dài tới mấy ngàn dặm. Phía dưới long khí đó chính là đế đô Hàm Dương. Lấy tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể xâm nhập vào hoàng cung đế đô được. Xem ra đại thủ của Thủy Hoàng Đế chỉ có thể bỏ qua trước mắt thôi. Tuy nhiên tương lai ta nhất định phải xông vào đế đô một lần, xem bộ mặt thật sự của người trong đó. Diệp Húc trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Cho dù đối phương là vô hoàng thì tính làm sao đây, hắn cũng có tin tưởng vào chiến thắng. Ta nếu như đã phát qua lời thề tuyệt đối không thể bỏ qua được. Đại thù này nhất định phải báo, nếu không sẽ phụ ân tài bồi của ngươi. Răng rắc một tiếng, hai tay của Diệp Húc thăm dò trong hư không, xé rách một cái. Chỉ thấy hư không xuất hiện một cửa động tối đen như mực, mà cửa động lập tức xuất hiện ở nơi khác, giống như một bức họa cuộn, tròn bằng khói vậy. Cửu đỉnh Hạ gia lơ lửng trên không trung của một tòa đại lục. Trong đỉnh là tinh khí thô to dài trăm dặm, oanh nhập hư không. Mỗi một đại đỉnh đều có một đại lục chìm nổi ở bên trong nó. Nơi này chính là Trung Châu Hạ gia, khoảng cách tới Hoàng Tuyển Ma Tông là cả vạn dặm xa. Trung Châu Hạ gia, ta tới đây. Lúc trước khi hắn chém giết Hạ Trùng Dương, chặt đứt nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang, Hạ Tùng Giang dưới cơn thịnh nộ đã xé vỡ hư không, hiện ra thẳng trước mặt của hắn, đuổi giết Diệp Húc hơn vạn dặm. Diệp Húc tu vi hiện giờ vượt qua Hạ Tùng Giang rất nhiều, sớm đã có thể xé rách hư không, vượt qua khoảng cách vạn dặm. Hắn vừa phá nát hư không bước vào trong đó một bước, liền xuất hiện trên không trung của Trung Châu. Đến nơi này, Diệp Húc chỉ cảm thấy ở giữa không trung một cỗ khí tức cấm bảo tràn ngập. Đây là kiều đỉnh chấn áp số mệnh thiên địa của Hạ gia, duy trì Hạ gia trường thịnh không suy. Kiều đỉnh Hạ gia, mỗi một đỉnh đều là cấm bảo đầy đủ, uy lực rất mạnh. Nếu như kiều đỉnh cùng hợp nhất, thậm chí có thể chấn áp tất cả các cấm bảo của các đại thánh địa, thống nhất thiên hạ. Hạ gia kiều đỉnh mạnh mẽ thế nào là có thể nghĩ được. Nếu không phải Nghệ Hoàng ăn cắp ba đỉnh thiên địa dương trong đó, phá vỡ kiều đỉnh chấn thần châu, chỉ sợ hiện nay như trước vẫn là đại hạ hoàng triều, căn bản không xuất hiện đại thương, đại chu và các triều đại vô hoàng khác về sau. Lúc này, bên trên tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, Ứng Tông Đạo ngẩng đầu nhìn ra xa xa, nhìn Diệp Húc phá rách hư không, hắn không khỏi lắc đầu, mỉm cười nói: "Tiểu tử này quả thực là một con thỏ nhỏ mà, không ngờ chỉ dùng có nửa năm đã thoát vây khỏi Vô Vọng Thiên Bích, lại bắt đầu chạy loạn chung quanh, thật sự khiến ta phải kinh ngạc rồi." Càng làm cho ta kinh ngạc hơn chính là hắn không ngờ có thể luyện chế được hình thức ban đầu của cấm bảo. Tương lai Hoàng Tuyển Thánh Tông ta hơn phân nữa có thêm một kiện cấm bảo Linh Lung Tiên Phần, người không hề tịch mịch nữa rồi, ngoại trừ Luân Hồi Thiên Bàn còn có kiều đỉnh của Diệp sư đệ luyện chế cùng với ngươi. Ứng Tông Đạo mặt mỉm cười, hạ giọng nói: "Người nói xem có đúng không?" Phía sau hắn mơ hồ lộ ra một không gian bí cảnh, trong không gian này chỉ thấy từng phần mộ và các tấm bia đá thật lớn lưu lại khí tức hủy diệt của một thời đại kết thúc. Khí tức này hoàn toàn khác biệt với vũ đạo, mà là khí tức của viễn cổ tiên nhân. Đây là một tòa tiên phần, mộ địa tiên nhân bị Ứng Tông Đạo luyện thành một kiện cấm bảo không trọn vẹn. Thật muốn đánh cắp kiều đỉnh nghiên cứu một phen quá đi. Mà lúc này Diệp Húc hướng kiều đỉnh nhìn lại, loáng thoáng thấy mỗi một đại đỉnh đều che kín hoa văn kỳ lạ, vạn vật sinh linh như mây, như rồng, như người, còn có đủ loại phù văn thần đạo. Tuy rằng không thể thấy rõ được, nhưng hắn cũng cảm giác được mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đạo lý huyền bí vô cùng sâu sắc, huyền bí huyền cơ, thâm ảo vô cùng. Đây chỉ là hoa văn bên ngoài, về phần cấu tạo phức tạp bên trong kiều đỉnh, các loại tài liệu cấu thành trận pháp phức tạp cùng với nguyên lý vận chuyển vu bảo, chỉ có tỉ mỉ thăm dò một phen mới có thể hiểu được rõ ràng. Diệp Húc còn không to gan tới mức thật sự tới đây trộm đi kiều đỉnh. Từng có không ít vô sĩ, thậm chí đại vu đánh chủ ý tới kiều đỉnh này, ví dụ như vài vị môn đồ của tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông cũng đã có ý đồ tiến vào Hạ gia trộm đi kiều đỉnh. Thật đáng tiếc vừa mới tiếp cận đã bị kiều đỉnh chấn sát tại chỗ. Ý tưởng của hắn là chộp tới một đám cường giả Hạ gia, sưu tầm trí nhớ những người này, tìm kiếm phương pháp luyện chế kiều đỉnh.
hoàn thiện kiều đỉnh của mình. Về phần trộm đi kiều đỉnh phải là chuyện của tương lai. Diệp Phúc đang rình trộm phòng ngự của Hạ gia, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên. Vị huynh đài này, người cũng tới quan sát Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết quyết chiến hay sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động, quay đầu lại cười nói. Huynh đài, Hạ Đông Dương muốn quyết chiến với Hiên Viên Vô Khuyết sao? Chuyện khi nào thì xảy ra vậy? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 vũ sĩ đang khống chế một chiếc thuyền lớn từ không trung hạ xuống. Trên đầu thuyền có một vũ sĩ trẻ tuổi đang đứng từ xa xa cười nói với Diệp Phúc. Huynh đài cũng biết sao, Trung Châu Hạ gia thiên tài Hạ Đông Dương đã tu luyện tới hóa thần bát phẩm, thực lực có thể chống lại được đại vu tam tướng cảnh được rồi. Mà Vô Khuyết công tử của Hiên Viên gia lại mạnh mẽ vô cùng, từng ở Thương Thủy và Nguyên Thủy Yêu Tông chiến một trận với Thánh Mạc Tiếu Thiên, chỉ một kiếm đã chặt đứt đầu đối thủ. Tài ăn nói của hắn rất tốt, hắn lại nhảy nói tiếp. Hai người này chính là đương kim thiên hạ hai ngôi sao sáng chói nhất, thiên tài nổi tiếng nhất. Không người không biết, không người không hiểu, trận chiến của hai người này là đại sự được cồn ào huyên náo nhất hiện giờ. Thậm chí ngay cả chuyện Diệp Lão Ma chạy thoát khỏi Bắc Hải Bí Cảnh cũng bị áp chế xuống rồi. Người không ngờ lại không biết bọn họ quyết chiến, ta cũng không biết người xông pha giang hồ như thế nào nữa đây. Nửa năm gần đây ta luôn bế quan khổ tu, không có đi lại trên giang hồ. Diệp Phúc cười nói. Có trách huynh đài, người bế quan nửa năm thế nhưng bỏ lỡ không ít chuyện rồi. Vũ sĩ trẻ tuổi kia mi phi sắc vũ, khống chế thuyền lớn, hướng tới Diệp Phúc cười nói. Nửa năm trước Diệp Lão Ma thoát vây ở trên 9 tầng trời, một chiêu chém giết Bạch Tây Yêu Thánh, rất nhanh truyền khắp tất cả các thánh địa. Nghe nói yêu hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông đùng đùng nổi giận, tự mình đi tới Hoàng Thuyền Ma Tông hướng tới Ứng Tông Đạo đòi một câu trả lời, tính toán bắt Ứng Tông Đạo giao ra lão ba đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Diệp Phúc thần thái khẽ động, hắn bế quan nửa năm không có chú ý tới tình huống gì phát sinh bên trong Hoàng Thuyền Ma Tông, không khỏi hỏi mà nói. Sau đó thì sao? Sau đó Ứng Tông Đạo tự nhiên là không chịu. Hai vị đứng đầu thánh địa này đánh giá âm thầm một lần, yêu hoàng không nói được một lời, xoay người trở lại Nguyên Thủy Yêu Tông. Nghe nói sau khi hắn về Yêu Tông học máu đến 3 lần, cũng bị lão ma đầu Ứng Tông Đạo này đánh cho trọng thương. Trọng thương không cần phải nói nữa. Một lão giả phía sau người trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hiển nhiên nhận ra được Diệp Húc tới tận cùng là ai, vội vàng ho khan liên tục, nhỏ giọng mà nói. Sư tôn, vì sao không cho ta nói vậy? Người trẻ tuổi này buồn bực vạn phần, ngược lại hỏi một câu, lập tức cười với Diệp Phúc nói. Huynh đài, không bằng chúng ta cùng đồng hành đi, ta và ngươi cẩn thận nói lại chuyện phát sinh trong nửa năm này. Ồ, thật tốt quá, làm phiền huynh trưởng. Diệp Phúc không khỏi mừng rỡ, bay lên, dừng lại ở trên thuyền. Được. Lão giả kia không khỏi răng nanh va vào nhau lạch cạch, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ba người khác hiển nhiên cũng nhận ra được Diệp Húc, cả đám sắc mặt thảm đạm. Còn bà nó chứ, cái tên trọng thư cốn kiếp này miệng quá rộng rồi, mở miệng ra là Diệp Lão Ma với Ứng Lão Ma, còn mời Lão Ma Diệp Thiếu Bảo kêu lên thuyền, chẳng lẽ ngại chúng ta chết sớm hay sao? Lần này thảm rồi, đồng tức môn ta già trẻ lớn bé mới có 5 người cũng bị Diệp Lão Ma lên thuyền diệt môn rồi. Diệp Húc đi lên thuyền lớn, tuy nhiên sau một lát đã quen thuộc với người trẻ tuổi này rồi. Vũ sĩ trẻ tuổi này họ Tôn, tên Trọng Thư, ăn nói hơn người. Người già nhất trong đám tên là Kiều Quốc Lão, ba người trung niên khác đều họ Kiều cả. Đồng Tước Môn là một môn phái nhỏ ở Ngô Quốc, ở vào phía Tây Đại Hán. Môn phái này nhân số ít ỏi, 5 người bọn họ đã là một môn phái. Tuy rằng Đồng Tước Môn nhỏ như vậy nhưng đều là tinh anh. Nghe nói tổ tiên Đồng Tước Môn là Hoàng Thân Quốc Thích của Ngô Quốc. Sau được Ngô Hoàng coi trọng, tài liệu tài nguyên linh mạch tùy ý cho Đồng Tước Môn lấy. Kiều Quốc Lão tu vi đã tiến vào tam thần cảnh nguyên thần kỳ, ba người trung niên họ Kiều khác cũng là vũ sĩ tam dương cảnh, cho dù là Tôn Trọng Thư ít tuổi nhất cũng tu luyện tới tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước nhập vào tam dương cảnh. Tôn Trọng Thư vỗ đầu vai Diệp Húc, thao thao bất tuyệt nói. Huynh đệ, ta xem ngươi tuổi không lớn, không bằng gọi ta một tiếng ca ca đi. Hắn không để ý tới Kiều Quốc Lão đang liên tục nháy mắt đằng sau, tiếp tục mà nói. Lại nói yêu hoàng Nguyên Thủy Ma Tông tới đòi Diệp Lão Ma kia, Ứng Tông Đạo Lão Ma đầu đã một chiêu đánh cho hắn bị thương, mãi tới hiện giờ yêu hoàng vẫn đóng cửa không ra ngoài, phòng chừng là đang âm thầm chữa thương. Ứng Tông Đạo Lão Ma đầu này hành động ý nghĩa cũng rất bất phàm. Huynh đệ, ngươi biết vì sao Ứng Lão Ma lại đánh yêu hoàng bị thương hay không? Diệp Phúc lắc đầu cười nói. Điều này ta không biết được. Cho nên nói ngươi cần phải lịch lãm thêm mà.
Tôn Trọng Thư cười ha hả, đắc ý giặt rào nói: Ứng Tông Đạo đà mưu túc trí, mà Diệp thiếu bảo mà đầu kia lại có thể thoát khỏi Bắc Hải biết cảnh, chuyện này có ý nghĩa trọng đại. Bắc Hải biết cảnh đã đóng cửa, Diệp thiếu bảo có thể thoát vây mà ra, đây có ý gì chứ? Việc này ý nghĩa Hoàng Tuyền Ma Tông biết bí mật thông đạo ở Bắc Hải biết cảnh. Toàn bộ Bắc Hải biết cảnh chính là hậu hoa viên của Hoàng Tuyền Ma Tông. Nghĩ muốn tới thì tới, muốn đi ra thì đi ra. Bắc Hải biết cảnh thành một biết cảnh của Hoàng Tuyền Ma Tông, yêu hoàng làm sao lại không đỏ mắt cho được. Hơn nữa Diệp thiếu bảo còn có được kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng, mà các thánh địa khác cũng đỏ mắt như vậy. Yêu hoàng muốn Hoàng Tuyền Ma Tông giao ra Diệp thiếu bảo, trên danh nghĩa là trả thù, kỳ thực hắn chính là muốn Nam Thiên Môn và Bắc Hải biết cảnh kìa. Đám người Kiều Quốc lão sắc mặt vàng như đất, không ngừng ho khan liên tục, ánh mắt ra hiệu cho hắn, ám chỉ hắn không cần phải nói nữa. Diệp Phúc từng bị các đại thánh địa truy nã, bức họa đã truyền rộng khắp nơi, vu sĩ nhận biết ra hắn tuyệt đối không ít. Đám người Kiều Quốc lão đã sớm nhìn thấy bức họa của Diệp Phúc, đáng tiếc Tôn Trọng Thư cũng chưa từng nhìn qua. Tôn Trọng Thư nhìn như không thấy, cười cười nói: Cho nên Ứng Tông Đạo mới lấy yêu hoàng mà khai đao, một chiêu đánh cho trọng thương yêu hoàng, kinh sợ các thánh địa khác. Nếu không làm như vậy với yêu hoàng, những thánh địa khác không ngừng cuồn cuộn tiến tới bắt Hoàng Tuyển Ma Tông giao ra Diệp thiếu bảo. Ta nghe nói Nguyên Thủy Ma Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, còn có Hạ Gia Thái Thượng Đạo Tông, Chu Thiên Tinh Cung, rồi thì Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Đường Thiên Sách Phủ, Đại Phạm Âm Lôi Tự, vân 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 vân. Cao thủ các thánh địa này đều bị một mình Diệp Lão Ma tiêu diệt gần hết bên trong Bắc Hải biết cảnh kìa. Diệp Húc không khỏi lộ ra thần sắc suy nghĩ một chút, hắn kỳ quái vì sao sau khi hắn đại khai sát giới thoát ra khỏi Bắc Hải biết cảnh trở về lại không có cường giả thánh địa chính ma yêu tới tìm hắn. Hóa ra một mình Ứng sư huynh đã càng đáng dùng hắn, vì hắn mà chịu đoạn ân oán này. Tôn Trọng Thư dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Những thánh địa này nguyên bản nghe nói Diệp thiếu bảo thoát vây đều tính toán đi tới bức cung bức Hoàng Tuyển Ma Tông giao ra Diệp thiếu bảo. Tuy nhiên Ứng Tông Đạo một chiêu đánh bại yêu hoàng nhân hoàng kỳ, khiến cho những thánh địa thánh chủ khác kinh hồn táng đảm, không dám làm càn. Ứng Tông Đạo lão ma đầu này không hổ danh là nhân hoàng mạnh nhất hiện nay. Sau khi hắn đảm nhiệm tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông đã có 200 năm không xuất thủ qua rồi, lần này vừa mới ra tay đã chấn áp yêu hoàng, thật sự làm cho người ta phải khâm phục mà. Diệp Húc phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong người mình. Ứng sư huynh đối với ta quả thực không tồi. Hắn một mình gánh vác ân oán của ta, lại còn không nói cho ta biết, miễn cho trong lòng ta tồn tại cảm kích với hắn. Tuy nhiên, những thánh địa khác cho rằng Hoàng Tuyển Ma Tông ta độc chiếm Bắc Hải biết cảnh vẫn là đoán sai lầm rồi. Cho dù Diệp Húc biết ra vào Bắc Hải biết cảnh như thế nào, thế nhưng là không có khả năng chiếm được biết cảnh này cho mình. Bắc Hải biết cảnh 500 năm mới xuất hiện một lần, 6 đầu viên cổ cự thú lôi kéo tòa biết cảnh này từ Thái Hoàng Thiên giới đã bị hủy diệt tới đây. Khi yêu đàm hoa mở, biết cảnh xuất hiện, người ta chỉ có thể thăm dò biết cảnh trong 2 tháng mà thôi. Yêu đàm hoa điêu linh, 6 đại cự thú viễn cổ quay lại tổ huyệt, biết cảnh biến mất trong hư không, nhưng chưa trở lại Thái Hoàng Thiên giới. Sau 4 tháng, Bắc Hải biết cảnh từ cự dạ biến thành ngày mặt trời không lặn, 6 đại viễn cổ cự thú mới có thể rời khỏi Bắc Hải băng nguyên, trở lại Thái Hoàng Thiên giới đã bị hủy diệt. Nói cách khác, Diệp Phúc nắm giữ bí mật thông đạo này, có thể làm cho Hoàng Tuyển Ma Tông tự do ra vào Bắc Hải biết cảnh dài tới 6 tháng, cũng không thể hoàn toàn chiếm giữ được biết cảnh này. Tuy nhiên so với các môn phái khác chỉ có 2 tháng, Hoàng Tuyển Ma Tông có được 6 tháng coi như là một của cải cực lớn rồi. Nó đủ khiến cho những cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông tận tình thăm dò biết cảnh này. Đến nay, Bắc Hải biết cảnh cũng chỉ bị thăm dò một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Bên trong vẫn là có của cải không thể tưởng tượng được. Hoàng Tuyển Ma Tông chiếm ưu thế, thu hoạch tất nhiên vượt xa các thánh địa khác. Tôn Trọng Thư tuy rằng đoán sai một chút, nhưng Diệp Húc vẫn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thanh niên này lực phân tích kinh người, sở dĩ đoán sai là bởi vì hắn không quen thuộc với Bắc Hải biết cảnh. Thuyền lớn cũng không có tiến vào Trung Châu mà hướng tới phương hướng phía tây nam mà đi. Qua không lâu, thuyền lớn đã đi được hơn ngàn dặm, trước mặt Diệp Húc xuất hiện một dãy núi liên miên phập phồng. Đây là Hoành Đoạn Sơn Mạch ở phía nam Trung Châu. Dưới chân núi chính là Mục Vương Thành. Không chỉ có một lô thuyền lớn, từng tòa cung điện lớn từ phương xa mà tới đi vào trong thành. Tôn Trọng Thư khống chế thuyền lớn hướng tới Mục Vương Thành cười nói: Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết quyết chiến, hai người này đều là thiên tài xuất sắc nhất hiện nay. Một là đệ tử Đại Hạ Hoàng Triều, Ma Đạo Vu Hoàng Thế Gia, một chính là Thế Gia Thiên Đế Chính Đạo. Trận chiến này hấp dẫn không biết bao nhiêu người tới, thậm chí các nhân vật thiên tài ở các đại thánh địa cũng sẽ tới.
Những người này đều là cao thủ trẻ tuổi, tương lai có khả năng kế thừa thánh địa, trở thành thánh chủ. Hơn phân nữa đều tới đây để quan sát kìa. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, gật đầu cười nói: không sai, mấy nhân vật thiên tài này tương lai là người đứng đầu thánh địa. Giữa bọn họ tất nhiên phải có một phen long tranh hổ đấu rồi. Hiện tại hiểu rõ đối thủ, nắm giữ tâm pháp, thủ đoạn công kích của đối thủ, tương lai có thể thêm được vài phần thắng kìa. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng Diệp Húc lại nghĩ một chút khác biệt. Lần này Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết quyết chiến với nhau, Hạ gia khẳng định là phái cao thủ tới. Hắn nghĩ muốn tìm kiếm một tầng huyền bí hơn của Kiều Đỉnh, còn phải tìm trên người những cường giả thế hệ trước của Hạ gia. À đúng rồi, huynh đệ, chúng ta trò chuyện với nhau rất vui, ta còn quên chưa hỏi tên của ngươi kìa. Tôn Trọng Thư thẹn thùng nói: con người của ta là như vậy, chỉ cần mở cái máy hát là lại nhảy không ngừng. À, sư phụ, người làm sao mà nháy mắt liên tục như vậy? Nhị sư thúc, tam sư thúc, tứ sư thúc à, các ngươi sao lại ho khan như vậy? Chẳng lẽ chúng phong hàn rồi hay sao? Kỳ quái, chúng ta là vô sĩ bách bệnh bất xâm, chẳng lẽ các ngươi chúng ôn độc ư? À đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì vậy? Đám người Kiều Quốc lão bị những lời này của hắn hù cho hồn bay phách lạc, lướt nhau mặt như cho tàn, thầm nghĩ: Trọng Thư, cái tên khốn kiếp này, tuy rằng nói nhiều nhưng không hỏi tên họ của Diệp lão ma. Diệp lão ma còn có khả năng buông tha cho chúng ta, hiện giờ hỏi tên họ của hắn, hắn nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Lần này chết chắc rồi, diệt môn rồi. Lão ma nói ra tên họ bản thân là lúc bùng lên giết người. Nghe nói hắn còn cùng một đức hạnh với Ứng Tông Đạo, thích ăn thịt người. Ứng lão ma ở trong Bắc Khải Bí Cảnh liền nuốt sạch một vị tam bất diệt cảnh Nguyên Thủy Ma Tông. Không biết hắn thích ăn thịt sống hay là thịt kho tàu đây. Diệp Phúc mặt băng ý cười, ánh mắt ấm áp, mềm mại như ngọc, nhỏ giọng mà nói: là tiểu đệ không đúng, quên giới thiệu bản thân, ta họ Diệp, tên chỉ một chữ Húc thôi. Kiều Quốc lão cùng mấy người lòng dần dần chìm tới lòng bàn chân, liếc nhau mất hết can đảm. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Diệp Húc cơ, huynh đệ, ngươi và Diệp Thiếu Bảo lão ma đầu kia cùng tên hay sao? Tôn Trọng Thư ngẩn ngơ, vội vàng dừng thuyền lớn trước khi vào trong Mục Vương Thành, nhìn chung quanh sắc mặt cẩn thận, nhỏ giọng mà nói: huynh đệ, ngươi cùng tên với ai cũng được, thế nhưng lại cùng tên với Diệp Thiếu Bảo, cái lão ma đầu kia là không được rồi. Hiện giờ Diệp lão ma là cái bánh lớn, ai thấy đều muốn cắn một ngụm, cướp đoạt bí bảo cùng với kho báu Tây Hoàng trên người của hắn ta. Không biết có bao nhiêu người cùng tên Diệp Húc như hắn bị giết rồi kìa, hết thảy đều bị người ta giết đi. Người tốt nhất sửa lại cái tên đi, bằng không cũng không còn sống mà rời khỏi Mục Vương Thành này được đâu. Đong một tiếng, một trung niên vu sĩ phía sau Kiều Quốc lão không chịu nổi loại kích thích này, té xỉu trên mặt đất. Những người khác cũng mồ hôi đầm đìa, giống như từ trong nước nhảy ra vậy. Ánh mắt của Diệp Húc đảo qua trên người bọn họ, khẽ cười một tiếng, liền không hề để ý cười nói: một khi đã như vậy, ta liền sửa lại một chữ, họ Diệp Tiên Tần. Dứt lời, quanh thân hắn xương cốt rung động răng rắc, thân hình dần dần thu nhỏ lại, trở nên thấp béo, tướng mạo cũng sửa lại, vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Tôn Trọng Thư ánh mắt sáng lên cười nói: Diệp lão đệ, cũng là người suy nghĩ chu đáo, ngay cả tướng mạo cũng sửa lại, như vậy không ai có thể nhận ra ngươi. Nếu ngươi chỉ cải đổi danh tự, không thay đổi dung mạo, có người quen nhận ra ngươi, gọi ngươi một tiếng Diệp Húc liền rước lấy phiền toái không dứt rồi. Trọng Thư, ngươi đừng nói nữa đi, đừng nói nữa. Kiều Quốc lão chỉ cảm thấy tâm thần mình bất ổn, đầu váng mắt hoa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Sư phụ, xem sắc mặt của người không được tốt cho lắm đâu, chẳng lẽ thật sự là chúng ôn độc rồi sao? Tôn Trọng Thư thân thiết nói: không biết trong thành có luyện đan đại sư hay không, không bằng đệ tử tìm mấy viên giải độc đan vậy. Kiều Quốc lão ra mặt cứng lại, sớm cứng ngắc rồi, cả giận mà nói: nếu biết vị sư trúng độc còn không nhanh vào thành đi. Trong lòng của hắn không yên bất an, sau khi vào trong thành, Diệp lão ma hẳn là không dám ăn thịt người trước mặt công chúng rồi. Tôn Trọng Thư vội vàng đánh xuống thuyền lớn, đi vào trong thành, thu hồi thuyền lớn lại, hóa thành một con thuyền lung linh chừng 3 tấc, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tòa Mục Vương Thành này chính là thành lớn mà Chu Vũ Mục Vương đã xây dựng. Nó nằm ở giao giới Tần Hàn, đồng thời cũng gần với Hiên Viên Thế Gia. Hai đại vu trẻ tuổi lựa chọn giao thủ ở trong này, hoàn toàn không sợ cao thủ trong gia tộc đối phương can thiệp, lại tới cứu viện được bất cứ lúc nào. Tôn Trọng Thư cười nói. Diệp Húc nhìn cảnh trí chung quanh thành, chỉ thấy vu sĩ trong Mục Vương Thành này đông như kiến, nhiều đếm không xuể. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng đàn truyền tới, tiếng cổ đàn này như lưu thanh,
chảy vào đáy lòng của hắn, bình phục nội tâm dao động của Vu Sĩ. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong một tòa đình viện sâu thẳm trong một phương thành, đình đài lầu cao ngất, trong đó có một tòa quan tinh đài lầu ngắm sao. Trên quan tinh đài, một thanh niên trẻ tuổi quần áo trắng như tuyết đang khoanh chân ngồi đó nhẹ nhàng đánh đàn. Tiếng đàn lang keng áp chế đủ loại thanh âm rèn rĩ khác. Hiền viên vô khuyết. Đồng tử của Diệp Húc co rút lại, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua hiền viên vô khuyết, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn người thanh niên áo trắng này đã có thể nhận định người này tất nhiên chính là hiền viên vô khuyết. Vô khuyết công tử, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Hiền viên vô khuyết dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, tiếng đàn hơi loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn lướt qua hàng ngàn vạn vô sĩ, trực tiếp dừng lại trên người của Diệp Húc. Hiền viên quang so ra kém xa với hắn, chỉ sợ cả đời này đều kém với hắn. Diệp Húc trong lòng thầm than một tiếng, nhớ tới hiền viên quang không khỏi cảm thấy tức hận thay cho hắn. Hiền viên quang không thể nói là không khắc khổ, không thể nói là tư chất không xuất chúng. Sau một lần trải qua ân khư, tư chất và thực lực của hắn đều nâng cao rất lớn, tu vi vượt xa người cùng thế hệ. Nhưng hiện giờ, Diệp Húc liếc mắt nhìn hiền viên vô khuyết một cái, liền biết cả đời này, hiền viên quang cũng không thể theo được người em họ này của hắn. Hiền viên vô khuyết rất xuất sắc rồi, tuy rằng trước mắt chỉ có tam thần cảnh, hóa thần kỳ, thế nhưng thực lực lại sâu không thể lường được, chỉ sợ có thể vượt cấp khiêu chiến được cường giả tam tướng cảnh. Hiền viên quang và hiền viên vô khuyết chênh lệch giống như tiên thiên và hậu thiên vậy, chỉ là càng lúc càng lớn, lớn tới hoàn cảnh khiến cho hiền viên quang hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, hắn tinh thần nội liễm, khí thế cũng không chút phóng ra ngoài. Tinh khí thần toàn thân của hắn đều bị khóa bên trong thân thể, bởi vậy Tôn Trọng Thư mới không nhìn ra tu vi và thực lực của hắn. Tuy nhiên, hắn nhìn về phía hiền viên vô khuyết, lúc đó ánh mắt ẩn chứa tinh khí, bởi vậy mới làm cho hiền viên vô khuyết cảm ứng được. Hiền viên vô khuyết trong nội tâm đã sớm điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi, giống như một mặt hồ nước tĩnh lặng. Diệp Húc ánh mắt quét tới, tương đương với việc ném một hòn đá lên trên mặt hồ, làm cho tiếng đàn của hắn loạn nhịp. Hắn có thể từ trong hàng ngàn, hàng vạn người tìm được vị trí của Diệp Húc, đồng thời cũng thuyết minh được thực lực của hắn rất là bí hiểm. Vị huynh đài này, sao không lên quan tinh đài cùng vô khuyết thưởng thức cảnh đẹp của thiên hạ đi? Hiền viên vô khuyết dịu dàng cười nói, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một cây cầu nhỏ màu hồng tinh xảo từ quan tinh đài kéo dài xuống dưới, giải tới tận chân của Diệp Húc. Kiều Quốc lão, Tôn Trọng Thư kinh nghi bất định, những vô sĩ khác trong Mục Vương Thành nhìn về phía Diệp Húc, trong lòng có chút khó chịu. Ồ, vô quyết công tử, thật không ngờ lại mời tên béo lùn bộ mặt dữ tợn này lên đài, thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ mà. Có một vô sĩ lẩm bẩm nói, vừa rồi Thiên Đạo Tông Nhạc Lăng Phong tính toán lên đài, lại bị vô khuyết công tử huy tay áo quét xuống đài. Tên béo lùn có khuôn mặt dữ tợn này vừa béo lại vừa thấp, có cái gì thần kỳ mà được vô khuyết công tử coi trọng như vậy chứ? Diệp Phúc khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn lộ ra hung quang, bước lên hồng kiều hướng tới quan tinh đài. Tôn Trọng Thư thấy thế cũng theo lên hồng kiều. Kiều Quốc lão giơ tay kéo lại, lại không thể giữ chặt được hắn, đành phải theo lên hồng kiều, miễn cho hắn gây tai họa gì đấy. Có một đệ tử miệng rộng như vậy, lão phu chỉ sợ giảm trăm năm tuổi thọ rồi. Kiều Quốc lão thầm nghĩ. Một phu sĩ trung niên đồng tức môn nhỏ giọng nói, trưởng môn sư huynh, tìm một chỗ nào đó không người đào cái lỗ chôn Trọng Thư đi, cái miệng quán gây họa rất lớn, nếu để hắn nói tiếp, đồng tức môn chúng ta sớm muộn gì cũng bị diệt môn mất thôi. Người này tư chất mặc dù tốt, thế nhưng cái miệng lại không chịu yên, vì huynh thật muốn đem giày cởi ra nhét vào trong miệng của hắn ta kìa. Kiều Quốc lão buồn bực vạn phần. Diệp Húc chân dẫm lên hồng kiều, đăng cao mà đi. Đi tới quan tinh đài, chỉ thấy hiền viên vô khuyết ngồi trên chiếu, một tấm ngũ thập huyền cầm màu cổ đồng đặt ở trên hai đầu gối của hắn. Quanh thân hắn một bộ áo trắng như tuyết, gương mặt ấm áp mềm mại như ngọc, mười ngón tay dài tinh tế cực kỳ thanh tú. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ sáng sủa, mặt mang ý cười, dường như đối với bất kỳ một kẻ nào cũng khuôn mặt tươi cười đón chào, giống như trong đời chưa từng biết giận vậy. Cho dù là Diệp Húc cũng không thể tìm ra được nửa điểm mau bệnh trên người của hắn. Đây là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết điểm, giống như tiên nhân trong viễn cổ truyền thuyết đi ra vậy, không một chút tì vết. Công tử thật là nhân trung chiến long. Diệp Phúc tán thưởng tận đáy lòng, ngồi lên trên chiếu. Hiền viên vô khuyết
hơi hơi hạ thấp người, đầy thâm ý, liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Trong mắt Vô Khuyết, các hạ mới là chân chính là long phượng trong loài người. Vũ sĩ tiến tới Mục Vương Thành xem cuộc chiến này không tới 10,000 người, nhưng có thể so với các hạ lại không có mấy." Diệp Phúc trong lòng dùng mình, cười ha hả, khuôn mặt dữ tợn, loạn nhảy nói: "Tại hạ vừa thấp lại xấu, không ngờ lại bị Vô Khuyết công tử nói là long phượng trong loài người, chuyển ra chẳng phải làm cho người ta cười rụng răng hay sao?" Hiên Viên Vô Khuyết không chỉnh sắc nói: "Các hạ chớ tự coi nhẹ mình, vừa rồi Vô Khuyết nhìn qua hàng ngàn, hàng vạn người, duy nhất không nhìn được các hạ. Vô Khuyết tự hỏi, duyệt người vô số. Trong đó rất nhiều anh hùng tài năng, tuấn kiệt cũng gặp qua không ít rồi, nhưng có thể so được với người lại rất ít. Các hạ tuy rằng thấp béo, nhưng đứng trong đám người lại giống như một đầu viễn cổ mãnh thú, nhắm mắt chớp mắt dường như khi nào mở to mắt đó là long trời lở đất, làm cho người ta không lạnh mà run. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tâm tình của Vô Khuyết kìa." Diệp Húc thầm than một tiếng. Tiếp xúc trong một lúc ngắn ngủi với Hiên Viên Vô Khuyết, hắn càng thêm phát hiện ra Hiên Viên Vô Khuyết và Hiên Viên Quang, hai người này ở phương diện nào cũng chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này chỉ sợ không thể tưởng tượng được. Quan Tinh Đài này là do Chu Vũ Mục Vương xây dựng. Võ Mục Vương chính là một vị vua hoàng mạnh nhất Đại Chu Hoàng Triều. Tôn Trọng Thư nhìn Quan Tinh Đài, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Chỉ thấy địa phương khác là ban ngày, mà trên Quan Tinh Đài này lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, cực kỳ kỳ lạ. Lập tức phạm vào bệnh cũ, chậm rãi mà nói: "Nguyên bản Đại Chu vẫn chưa thống nhất được thiên hạ, chỉ có điều lúc đó có một hoàng triều hùng mạnh nhất. Đó chính là hoàng triều này. Võ Mục Vương lại hoàn thành được một hành động vĩ đại. Sử ghi lại rằng năm đó Võ Mục Vương đông chinh thiên hạ 200 triệu, 200.000 dặm, tây chinh 100 triệu, 9.000 dặm, nam chinh 100 triệu, 730 dặm, bắc chinh 200 triệu, 7 dặm. Lãnh thổ của phiến quốc gia này nếu để cho một đại vua tam thần cảnh phi hành, cho dù là cả một đời cũng không thể bay hết được kìa." "Ồ, vua hoàng thượng cổ lập được công tích vĩ đại như vậy, thực sự là làm cho hậu bối phải xấu hổ mà." Diệp Húc không khỏi tán thưởng. Hiên Viên Vô Khuyết nhẹ nhàng kích thích cầm sắt, tiếng đàn lang keng có lực, sắt phạt nổi lên bốn phía, dường như muốn mang người ta trở lại thời đại Chu Vũ Mục Vương chinh chiến tứ phương. "Vị huynh đài này nói không sai, cơ gia tổ tiên Võ Mục Vương đi dạo quanh, từng gặp được ba trích thanh điểu oanh phá hư không, từ trong bí cảnh bay tới, mời hắn đi tới cố hương của Tây Hoàng Mẫu, Quân Luân Thiên Quốc. Phiến bí cảnh kia bên trong có một tòa thiên trụ Quân Luân, lớn không thể tưởng, cao không thể tả." Lại vào lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo truyền tới. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám mây tía từ phương xa mà tới, liên miên 800 dặm, có thể nói là vô cùng đồ sộ. Đám mây tía này ầm ầm dừng trên Quan Tinh Đài. Từ trong đám mây tía, một thanh niên áo tím đi ra, khí độ ung dung, giống như một vị quân vương thống ngự thiên hạ sáng lâm. Hắn cười nói: "Quân Luân Thiên Quốc được thành lập bên trên cái cột thiên trụ này. Tây Hoàng Mẫu tộc nhân sinh hoạt trong thiên quốc, mỗi người tướng mạo đẹp như thiên tiên. Tây Hoàng Mẫu thế hệ đó đã vui vẻ với tổ tiên một hồi giao hợp, rồi sau đó đưa hắn ra khỏi bí cảnh, liền không có xuất hiện qua nữa. Bởi vậy tổ tiên mới xây dựng thành này, thường thường tiến tới mong là có thể gặp lại được giai nhân." Hắn cười ha hả, mây tía sau lưng ngang trời xuyên qua 800 dặm, khí thế như hồng, hướng tới Hiên Viên Vô Khuyết thẳng ngồi xuống cười nói: "Hiên Viên huynh, tiểu đệ tới trợ trận, người không trách chứ?" "Cơ huynh khách khí rồi." Hiên Viên Vô Khuyết khẽ gật đầu cười nói: "Người này chẳng lẽ là cơ gia Cơ Xưng Canh ư?" Diệp Húc nhìn thanh niên áo bào tím, trong lòng ngẩn ra. Cơ Xưng Canh chính là nhân vật thiên tài của cơ gia. Cơ Xưng Canh hay còn gọi là Cơ Xưng Cảnh. Cơ gia và hạ gia giống nhau, đồng thời là vua hoàng thế giới. Cơ gia tổ tiên chính là Đại Chu Hoàng đế, thành lập Đại Chu Hoàng Triều. Cơ Xưng Canh tu vi cực kỳ cao thâm, hơn một năm trước đã từng đại chiến với Nguyên Ưng Yêu Thánh trong Yêu Tông Thất Thánh, đánh cho hàm giang khô cằn, mặt đất văng tung tóe. Nguyên Ưng Yêu Thánh bị đánh thua mà chạy, bị hắn đuổi giết mấy vạn dặm mới trốn thoát được. Diệp Húc có thể nhìn ra được Cơ Xưng Canh thực lực cho dù không bằng với hắn và Hiên Viên Vô Khuyết, chỉ sợ cũng không quá xa là một kình địch. "Không biết vị nhân huynh này là..." Cơ Xưng Canh nhìn về phía Diệp Húc nghi hoặc mà nói. Diệp Húc cười ha hả, vẻ dữ tợn bạo phát, bộ mặt khủng bố lộ ra thần sắc khác lạ, nói: "Tại hạ Diệp Tân, là hạng người vô danh mà thôi, ra mắt cơ huynh."
Cơ Dương Canh cẩn thận suy tư, vẫn chưa nghe thấy tên Diệp Tần, lúc này cũng không để ý. Tại hạ tôn trọng thư của đồng tước môn Ngô Quốc gặp qua Cơ huynh. Tôn trọng thư vội vàng giới thiệu cười nói: Cơ huynh mây tía 800 dặm, tuy rằng cực kỳ đồ sộ, thế nhưng đồ sộ thì đồ sộ đấy, chỉ là có chút thủng rỗng kêu to, phân tán lực lượng của chính mình. Nếu như Cơ huynh có thể đem đám mây tía 800 dặm của mình có rút lại thành 8 dặm, thế tất trở thành một tầng. Cơ Dương Canh sắc mặt không hài lòng, trên mặt toát ra một tầng tử khí, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Thằng nhỏ vô tri. Tôn Trọng Thư náo loạn, Kiều Quốc lão nghe thấy mà trong lòng run sợ, người này vừa mới trước mặt Diệp Húc mở miệng là Diệp lão ma, trước mặt Cơ Dương Canh lại nói mấy tía 800 dặm của hắn là thùng rỗng kêu to, rõ ràng không biết chữ chết viết như thế nào. Trọng Thư, người nói ít đi một câu thì nghẹn chết người hay sao? Trọng Thư, người nhanh ngậm miệng lại. Vô Quyết công tử sắp đại chiến với Hạ Đông Dương, ngươi đừng làm loạn tâm thần. Một vị vũ sĩ trung niên đồng tức môn nói thêm vào. Diệp Phúc cười nói: Trọng Thư huynh ánh mắt lợi hại, giải thích độc đáo, sớm một gì cũng dương danh thiên hạ. Kiều lão, ngươi khiến hắn không nói cũng không được đâu. Kiều Quốc lão không dám cãi, thầm nghĩ: Ánh mắt lợi hại, giải thích độc đáo ư? Làm sao phải là Trọng Thư chứ? Hắn chính là miệng rộng. Nếu chuyện tình kết giao với ngươi lan ra ngoài, vậy đúng là dương danh thiên hạ rồi, cũng sớm chết mà thôi. Cơ Dương Canh ánh mắt đảo qua Diệp Húc, hừ lại một tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Vô Khuyết cười nói: Vô Khuyết, ngươi làm sao lại mời tới hai người không ra hồn như thế này? Diệp huynh sâu không thể lường được, làm sao là người không ra hồn chứ? Hiên Viên Vô Khuyết mỉm cười nói. Diệp Húc mời Tôn Trọng Thư ngồi bên cạnh mình cười nói: Trọng Thư huynh, ta bế quan nửa năm có nhiều chuyện không rõ, còn mời ngươi giảng giải thay ta. Đột nhiên một tòa miếu lớn từ phương Tây bay tới. Trong miếu Phật âm đại sướng, giống như ngàn vạn người đang cùng nhau tụng kinh niệm Phật, tán tụng Phật Đức, vô số Phật quang từ trong miếu bắn ra ngoài, bốc hơi lên không. Chùa miếu này dựng thẳng trên quan tinh đài. Đây là một tăng nhân trẻ tuổi, khí thế hình thành dị tượng. Chỉ thấy hắn mặc áo vải, hai mũi nhọn, thản nhiên đi tới ngồi xuống trên quan tinh đài. Quanh thân hắn, vô số kim liên trào ra, một đóa hoa mở, một đóa hoa rộ, một đóa điêu linh, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi. Đại Phạm Âm Lôi Tử, Trang Cổ Đạo Trang huynh. Hiên Viên Vô Khuyết sắc mặt hơi biến đổi, hướng tăng nhân trẻ tuổi đang vút cằm, hơi chút cung kính cười nói: Không nghĩ tới, một trận chiến của Vô Khuyết và Hạ Đông Dương lại kinh động tới Trang huynh tự mình tiến tới như vậy. Trận chiến này trong lớp trẻ tuổi chính là một trận chiến sáng giá nhất, Trang mỗ sao có thể không tới được. Tăng nhân trẻ tuổi cũng không mở miệng, chỉ thấy một pho tượng Phật trong Đại Phạm Âm Lôi Tự sau lưng hắn ồm ồm nói: Sao, Trang Cổ Đạo ư? Chẳng lẽ là người lưu lại tên trên vạn tái không thanh thú trong Côn Luân Thánh Địa sao? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới lúc trước trong Côn Luân Thánh Địa từng gặp một gốc cây vạn tái không thanh. Tây Hoàng mượn vạn tái không thanh thành đạo, chỉ để lại 7 giọt vạn năm vạn tái không thanh. Trang Cổ Đạo lấy đi 3 giọt, lưu lại 4 giọt. Thiên hạ anh hùng rất nhiều, Trang Cổ Đạo này thực lực tuyệt đối ở trên Cơ Dương Canh, thậm chí còn sâu không lường được, hơn cả Hiên Viên Vô Khuyết kìa. Diệp Húc trong lòng cẩn thận, Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương chiến một trận, làm cho các nhân vật trẻ tuổi xuất sắc trong thiên hạ đều ra. Cao thủ nhiều, chỉ sợ còn có cường giả không xuất thế như Trang Cổ Đạo này. Trọng Thư huynh, ánh mắt ngươi lợi hại, ấn tượng đối với Trang Cổ Đạo Trang huynh thì như thế nào? Diệp Húc hướng Tôn Trọng Thư tủm tỉm cười nói: Tôn Trọng Thư ánh mắt và kiến giải quả thực có chỗ độc đáo, tuy rằng miệng hơi lớn một chút, nhưng hắn một câu nói toạc ra sơ hở và khuyết điểm của Cơ Dương Canh. Diệp Húc cũng muốn biết sơ hở của Trang Cổ Đạo. Đám người Kiều Quốc lão nhất thời chán đổ mồ hôi hột, rơi là tả xuống dưới, trong lòng thầm kêu khổ: Không xong, không xong rồi, Trọng Thư miệng rộng vừa đắc tội một người rồi. Diệp lão ma cái thằng này giết người không thấy thích không thấy máu mà. Tôn Trọng Thư đánh giá Trang Cổ Đạo đang quanh chân ngồi yên tọa, chỉ thấy kim liên không ngừng từ trên người Trang Cổ Đạo trào ra, liên hoa không ngừng sinh sôi tàn tạ, lúc này mới cười nói: Trang huynh cực kỳ dũng mãnh, trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người có thể làm đối thủ được. Hắn tu luyện hẳn là bế khẩu thiền, ngậm miệng thiền, cái gọi là bế khẩu kỳ thực là đóng tâm mình lại, khiến nội tâm yên lắng, không còn đăm chiêu. Diệp Húc cũng nhìn về phía Trang Cổ Đạo. Trang Cổ Đạo giống như một pho tượng cổ Phật, tinh khí ở sau người hình thành một tòa Đại Phạm Âm Lôi Tự. Từng tiếng chuông phạm âm đại sướng, kim liên cuồn cuộn
cảnh tượng xa hoa này giống như Phật quốc Niết Bàn vậy. Tuy nhiên, hiển nhiên là Trang huynh không tu luyện, bế khẩu thiền tới nơi tới chốn rồi. Tôn Trọng Thư cái miệng không tha người lại phát tác, chỉ thẳng ra chỗ thiếu hụt của Trang Cổ Đạo. Hắn thao thao bất tuyệt nói: Trang huynh nếu thật sự tu thành bế khẩu thiền, vừa rồi nhất định sẽ không dùng đại Phật mà nói chuyện với Vô Khuyết công tử. Đại Phật mở miệng, chẳng lẽ không phải là lời nói trong lòng mình hay sao? Tâm động, thiền liền bị phát rồi. Cái gọi là một niệm hoa nở, một niệm hoa tàn. Quanh thân Trang huynh trảo ra kim liên, hoa nở hoa tàn, nối liền không dứt. Thuyết minh ý niệm trong đầu hắn là không tinh khiết. Một ý niệm vừa mất đi trong đầu, lập tức có một ý niệm khác sinh ra trong đầu hắn. Tạp niệm của hắn còn có nhiều lắm, ý niệm còn xa mới đạt được cảnh giới tinh thuần như một. Nếu hắn tu luyện tới cảnh giới một niệm không sinh, một sen không nở, thì thuyết minh bế khẩu thiền của hắn đã đạt tới đại thành, không thể chê vào đâu được. Đại thành tựu Phật Đà. Diệp Phúc tiếp tục đánh giá Trang Cổ Đạo. Quả nhiên, nhìn quanh thân Trang Cổ Đạo có kim liên không ngừng trào ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, không khỏi kính nể vô cùng với phán đoán của Tôn Trọng Thư. Ta xem Trang huynh nhiều tạp niệm như vậy, chỉ sợ đà này không thể luyện thành bế khẩu thiền. Còn không sớm bỏ qua môn công pháp này đi, chuyển sang tu tâm pháp khác làm chính sự thì hơn. Tôn Trọng Thư trịnh trọng đề nghị mà nói. Trong phút chốc, quanh thân Trang Cổ Đạo tràn ngập kim liên vô cùng vô tận. Hiển nhiên là nghe thấy lời nói của Tôn Trọng Thư, chân tâm của bản thân hắn bị loạn nhịp, vô số ý niệm trong đầu chen chúc mà ra, gần như bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử vô tri, dám làm loạn pháp tướng trong lòng của ta. Một pho tượng minh vương tám cánh tay từ trong đại phạm âm lôi tử phía sau đầu hắn đột nhiên đánh ra một bàn tay to. Bàn tay to nhanh như chớp chụp tới Tôn Trọng Thư. Trang Cổ Đạo tâm động sát khí, trực tiếp ra tay tính toán tự mình xuất thủ bóp chết tiểu tử, tìm ra sơ hở của mình một phen. Trang huynh, bởi vì một câu vui đùa mà giết người, người nhập ma đạo rồi. Nếu tiếp tục như vậy mà xuống, người tất nhiên sẽ biến thành ma trong ma rồi. Diệp Húc khoảnh thân che trước người Tôn Trọng Thư, khí thế đột nhiên buông ra, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, khí thế của hắn hình thành một tòa ảo ảnh Di La Thiên Địa Tháp. Trong tháp, một bàn tay trắng nõn hiện ra, một chưởng chụp tới, đánh nát bàn tay to của Đại Minh Vương tám tay bên trong đại phạm âm lôi tự của Trang Cổ Đạo. Khí lãng tản ra, oanh kích đại phạm âm lôi tự, tạo thành một tiếng nổ lớn, lay động không ngừng. Trong tự chuyển tới phạm âm đại sướng, một tiếng lại cao hơn một tiếng, làm cho bàn tay to của Diệp Húc tiêu tan vô hình đi. Trang Cổ Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt mở lớn, bắn ra như điện, hướng Diệp Húc mà nhìn lại, sát khí bắn ra, hồn nhiên không còn chút ý vị như Phật Đà vừa rồi nữa. Hiền viên Vô Khuyết cũng không khỏi mở to mắt mà nhìn, nhìn Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc, trong lòng cẩn thận, nhỏ giọng mà nói: Trung ương quân thiên tiên tháp 9 tầng. Cơ xương canh lại càng kinh ngạc. Diệp Húc và Trang Cổ Đạo vừa đánh một kích, tuy rằng hai người đều là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng thực lực của Diệp Húc cũng hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một cao thủ mạnh mẽ đến thái quá. Trời ạ, cái tên mập lùn này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, có thể đối xứng với Trang Cổ Đạo. Tư chất của hắn thật không ngờ lại tốt đến như vậy, đạt được truyền thừa của Trung ương quân thiên tiên tháp 9 tầng. Chẳng lẽ là thân thể tiên thiên ngũ hành hay sao? Tôn Trọng Thư bị thanh thế của hai người động thủ làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng nói với Diệp Húc: Diệp huynh, có phải ta nói quá trực tiếp rồi hay không? Diệp Húc nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn cười nói: Trọng Thư huynh, người cũng là có ý tốt, tiếc rằng người ta không cảm kích thì thôi. Thế giới này làm người tốt thật khó à. Tôn Trọng Thư ủy khuất vạn phần mà nói. Diệp Húc thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn, một bộ dạng nghĩ lại chuyện cũ mà nói: Là một người tốt còn sống lại càng khó hơn, điểm này ta là hiểu rõ rất rõ kìa. Đám người Kiều Quốc lão gần như là ngất rồi. Trong giây lát ngắn ngủi, cái tên miệng rộng Tôn Trọng Thư đã đắc tội không chỉ là một cường giả, làm cho bọn họ hận không thể cởi giày nhét vào trong miệng của hắn. Vừa rồi là Trang Mỗ sai, Trang Mỗ xin lỗi Tôn huynh. Trang Cổ Đạo chậm rãi đứng dậy, áo vải hai mũi nhọn hướng tới Tôn Trọng Thư mà đi, hai tay hợp thành chữ thập, hạ thấp người thi lễ. Hắn lại khôi phục ý vị Phật Đà, giống như chân Phật hàng thế, làm cho người ta có cảm giác mộc xuân phong. Lúc này hắn đã mở miệng nói chuyện, hoàn toàn phá vỡ đi bế khẩu thiền của mình, cười nói: Loại tiền pháp này không tu cũng không sao, tâm không tạp niệm lưu tâm dùng làm gì đây? Vì môn tâm pháp này suýt nữa khiến ta rơi nhập ma đạo, ngộ sát Tôn huynh rồi. Diệp Húc khiếp mắt, trong lòng sinh ra cảnh giác.
Trang cổ đạo này quả như là kình địch. Một môn tâm pháp nói bỏ qua là bỏ qua ngay, là một người xuất sắc đây. Hắn còn lợi hại hơn cả Cơ Xương Canh nhiều lần. Tương lai thành tựu của hắn cũng phải ở phía trên Cơ Xương Canh kìa. Bích nhãn màu tím rất khác người. Tương lai quần hùng thiên hạ tất có một vị trí của Tôn huynh. Hiên Viên Vô Khuyết ánh mắt chớp động, hướng tới Tôn Trọng Thư nói lời tận đáy lòng. Cơ Xương Canh và Trang Cổ Đạo, hai người liếc nhau trong lòng cảnh giác, đều nhìn lại phía Tôn Trọng Thư. Quả nhiên phát hiện ra đôi mắt của hắn cực kỳ khác người, chính là đôi mắt màu xanh biếc, thế nhưng thỉnh thoảng lại phát ra một đạo thần quang. Tôn Trọng Thư lợi hại ở chỗ không phải là cái miệng của hắn, mà là cặp song bích nhãn này của hắn. Nó có thể nhìn thấu hư thực của vô sĩ, có tác dụng giống như cặp mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt vậy. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu ngược lại thực lực của hắn và đám người Trang Cổ Đạo tương đương với nhau, với đôi mắt có thể nhìn thấu được thực hư người khác của mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người chân chính sẽ là đối thủ của hắn. Bởi vậy Hiên Viên Vô Khuyết mới tán thưởng quần hùng thiên hạ trong tương lai tất có một vị trí của hắn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.